Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của huyện Trà Lĩnh qua trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Phóng sự: năm 2019, phát triển kinh tế xã hội của huyện Trà Lĩnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tiếp đến là phóng sự chuyên đề: Trà Lĩnh thu ngân sách nhà nước năm 2019 vượt 200% dự toán. Giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc Mông ở Trà Lĩnh. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 là năm có nhiều chuyển biến tích cực mang tính đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Trà Lĩnh. Phần lớn các chỉ tiêu trong năm đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Năm 2019, huyện Trà Lĩnh đề ra 20 chỉ tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội được đề ra từ đầu năm. Huyện Trà Lĩnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác trên các lĩnh vực, đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Qua đánh giá các chỉ tiêu đã đặt ra trong năm, đã hoàn thành 19 trên 20 chỉ tiêu. Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như công tác thu ngân sách, giá trị sản xuất nông nghiệp trên diện tích canh tác và một số chỉ tiêu khác có những bước chuyển biến tích cực mang tính đột phá vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong năm, tổng thu ngân sách đạt 324,045 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 58,052 tỷ đồng, bằng 234,06% dự toán tỉnh giao, bằng 217% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao. Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 256,993 tỷ đồng, bằng 401% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 7,1 tỷ đồng, bằng 118% chỉ tiêu nghị quyết giao. Hoạt động kinh tế cửa khẩu có nhiều khởi sắc, các công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng, các hoạt động xuất nhập khẩu được giám sát, các thủ tục hành chính được thực hiện nhanh gọn, hợp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm đạt 117.555.920 USD, trong đó xuất khẩu đạt 42.296.104 USD, nhập khẩu đạt 75.256.816 USD, hàng tạm nhập tái xuất đạt 405.317.044 USD, tăng 464% so với cùng kỳ năm 2018. Sản xuất nông nghiệp của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Các cây trồng lương thực đảm bảo diện tích và khung thời vụ, với tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 19.603 tấn, đạt 101% chỉ tiêu kế hoạch. Một số cây trồng có thế mạnh ở địa phương tiếp tục được các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo mở rộng diện tích, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời chuyển đổi những vùng đất thiếu chủ động về nước, vùng đất trống và vùng trồng các loại cây hoa màu hiệu quả kinh tế thấp sang trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao như cây cam, cây quýt, cây chanh leo, trồng dâu nuôi tằm. Qua đó diện tích các cây trồng này đã tăng đáng kể. Cụ thể cây chanh leo trồng được 97 hecta, cây dâu tằm trồng được 23,5 hecta, cam quýt 150 hecta. Xét theo giá trị sản phẩm đối với các cây trồng truyền thống trên cùng đơn vị diện tích canh tác, thì đây là những cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần. Qua đó góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện, đạt 46 triệu đồng trên hecta, đạt 118%, tăng 10% so với năm 2018. Về phát triển chăn nuôi, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, thay đổi tập quán chăn nuôi, và có chương trình chính sách hỗ trợ bà con trong chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Qua đó đã có nhiều hộ dân trên địa bàn huyện mạnh dạn thay đổi tập quán chăn nuôi gia súc từ chăn nuôi nhỏ lẻ. Nhiều hộ đã chủ động chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng tập trung với số lượng lớn. Đặc biệt là chăn nuôi gia súc, huyện Trà Lĩnh đã phát huy được thế mạnh hoạt động của chợ gia súc để thúc đẩy các hộ gia đình phát triển kinh tế, thay đổi tập quán chăn thả sang vỗ béo trâu bò để bán ra thị trường đem lại nguồn thu nhập ổn định. Các chương trình mục tiêu quốc gia được đẩy mạnh triển khai. Các cấp ủy đảng, chính quyền tích cực đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới đến các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy nội lực trong nhân dân. Huyện đã huy động và lồng ghép nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, dân sinh. Hệ thống giao thông nông thôn, các thiết chế văn hóa ở cơ sở, hệ thống kênh mương thủy lợi, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng và nâng cấp. Hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn ngày càng được quan tâm thực hiện. Hiện nay huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
các xã sau khi đạt chuẩn nông thôn mới đều thực hiện tốt công tác duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, lồng ghép nhiều giải pháp với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của người nghèo. Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2019, toàn huyện có 1.295 hộ, giảm 159 hộ so với kết quả rà soát năm 2018. Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm chỉ đạo. Việc chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Các chế độ chính sách ưu đãi người có công với nước, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Với những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương năm 2019, sẽ là tiền đề để huyện Trà Lĩnh phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trà Lĩnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020. Năm 2019, thu ngân sách nhà nước vượt 200% dự toán giao. Kết quả trên khẳng định sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh trong công tác thu ngân sách, cùng sự nỗ lực không ngừng của cán bộ công chức ngành thuế, sự hợp tác trách nhiệm của các cấp ngành, sự đồng hành chia sẻ của các doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn huyện. Trong năm 2019, toàn huyện cấp mã số thuế được 534 trường hợp, trong đó 28 hộ kinh doanh cá thể, 7 tổ chức, 499 trường hợp thu nhập cá nhân. Duy trì tốt việc khai thuế, nộp thuế điện tử với tỷ lệ kê khai thuế qua mạng đạt 100%, nộp thuế điện tử đạt 98%. Kết quả trên khẳng định sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh trong công tác thu ngân sách, cùng sự nỗ lực không ngừng của cán bộ công chức ngành thuế huyện. Sự hợp tác trách nhiệm của các cấp, ngành, sự đồng hành chia sẻ của các doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn huyện. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội lớn của huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Trong đó thì phải kể đến là các cây trồng có thế mạnh của địa phương đã được phát huy lợi thế, và đến nay thì giá trị trên cái kinh tế trên đơn vị diện tích của huyện Trà Lĩnh đã đạt được trên 46 triệu đồng một ha. Công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Trà Lĩnh cũng có được những cái kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay chúng tôi đã hoàn thành 2 xã trên 9 xã về đích nông thôn mới năm 2019. Thì cái kết quả đã thu ngân sách trên địa bàn của huyện tăng cao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn của huyện Trà Lĩnh đạt được 324 tỷ, trong đó thu nội địa là được trên 58 tỷ đồng và bằng 235% chỉ tiêu mà Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Kết thúc 2019 thì toàn tỉnh chúng ta cũng thu được trên 2.200 tỷ đồng, trong đó huyện Trà Lĩnh, trên địa bàn huyện Trà Lĩnh cũng đã thu được trên 324 tỷ. Với những cái kết quả, những cái thành tích đã đạt được thì tại cái hội nghị công tác thi đua khen thưởng của các huyện miền Đông và thành phố, huyện Trà Lĩnh cũng đã được các huyện, thành phố đánh giá, ghi nhận kết quả đó và suy tôn là đơn vị đứng đầu khối, đứng đầu cụm thi đua các huyện miền Đông và thành phố. Để khai thác và quản lý tốt nguồn thu từ các hộ sản xuất kinh doanh, Ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh chỉ đạo Chi cục Thuế huyện phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu để xác minh số đơn vị đang hoạt động, ngừng, nghỉ kinh doanh, bỏ trốn. Tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân không đăng ký kinh doanh để đưa vào diện quản lý thuế. Kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế, chây ỳ nợ thuế. Triển khai nhiều biện pháp nhằm thu hồi nợ đọng thuế và hạn chế nợ mới phát sinh. Giao cho đội thuế các xã, thị trấn cử cán bộ theo dõi địa bàn, định kỳ hàng tháng, quý, kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Những hộ kinh doanh ngoài diện phải nộp thuế mà phát triển kinh doanh tốt thì đưa vào diện quản lý thuế nhằm khai thác tốt các nguồn thu mới phát sinh.
sau đó lập sổ bộ thuế phát sinh để áp dụng mức thu thuế phù hợp với từng thời điểm. Đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền giải quyết những vướng mắc của các hộ kinh doanh trong thực hiện chính sách pháp luật thuế. Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, huyện Trà Lĩnh tiếp tục tăng cường sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế, tạo ra nguồn thu, nuôi dưỡng quản lý nguồn thu. Các xã, thị trấn phát huy tối đa nội lực của địa phương, nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh trên địa bàn vào ngân sách nhà nước. Ngành thuế và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp thu thuế, kiểm tra, kiểm soát việc khai thuế của các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật thuế. Thực hiện tốt công tác quản lý thuế, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, cải cách hành chính thuế, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Những ngày này khi những vườn đào, vườn mận bắt đầu chớm nở, báo hiệu mùa xuân sang, cũng là lúc đồng bào dân tộc Mông ở Trà Lĩnh vui mừng đón Tết cổ truyền. Tết cổ truyền của người Mông ngày nay diễn ra ngắn gọn, văn minh, chứ không còn tốn kém như trước. Trong tiết trời se lạnh đầu xuân, người dân tộc Mông ở xóm Thang Sập, xã Cao Trương, huyện Trà Lĩnh hân hoan gặp gỡ nhau, trở về đoàn tụ cùng gia đình trong những bộ trang phục dân tộc truyền thống đẹp nhất. Với 51 hộ, 266 nhân khẩu, 100% là dân tộc Mông. Những năm qua, nhân dân trong xóm luôn tin tưởng và chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt, những năm gần đây, được Đảng, nhà nước quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng như đường, điện, trường, trạm, nhà văn hóa, nhất là việc xây dựng nông thôn mới, đầu tư các tuyến đường vào xóm để nhân dân có điều kiện đi lại thuận lợi và giao thương hàng hóa. Đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, giữ vững. Ngày Tết được bà con tổ chức chung trong không khí vui tươi, đầm ấm. Phải nói là cái mức độ phát triển rất là cao so với mặt bằng chung đối với các cái xóm mà huyện Trà Lĩnh nói riêng cũng như tỉnh Cao Bằng. Tay tiến cho bà con thì tôi thấy là bà con đã rất vui mừng phấn khởi so với những năm trước đây. Một lần nữa thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong đoàn công tác, các đồng chí lãnh đạo huyện, các xã xin gửi đến bà con một năm mới, chuẩn bị bước sang một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc bà con ngày càng làm ăn giàu có hơn và chúc xóm ta thì luôn luôn phát triển đoàn kết. Với đặc thù là huyện biên giới, Trà Lĩnh có gần 30% dân số là đồng bào dân tộc Mông, phân bổ ở 6 trên 10 xã thị trấn. Chính quyền địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện để đồng bào Mông gìn giữ phong tục, nghi lễ, những nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Đồng thời, huyện đã hướng dẫn, vận động để bà con đón Tết văn minh, tiết kiệm hơn, phù hợp với nếp sống văn hóa chung của dân tộc Việt Nam. Cùng với các phong tục đón Tết, huyện đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho người dân. Đây được xem là điểm mới khi ngày hội đã trở thành nơi du xuân, gặp gỡ và nâng cao giá trị tinh thần, qua đó tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa của dân tộc. Tết truyền thống của đồng bào Mông không chỉ là dịp để nghỉ ngơi, đây còn là lúc mọi người thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên, cũng như trời đất đã phù hộ sức khỏe, mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên và cầu mong năm mới cuộc sống tốt đẹp hơn. Một mùa xuân mới đang về trên khắp các địa phương huyện Trà Lĩnh, mang đến nhiều niềm vui, niềm tin và hy vọng. Thank you.
Những hình ảnh đẹp của huyện Trà Lĩnh trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng đã khép lại chương trình Trang địa phương của huyện Trà Lĩnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.